cách chụp ảnh cho vợ, người yêu, bạn gái, mẹ, làm thế nào cho nó đẹp. Và quan trọng nhất là không ăn chửi. Đầu tiên đó chính là em phải xinh. Với các anh em mù quáng trong tình yêu, người yêu với vợ mình lúc nào cũng xinh ý, thì hãy nhớ kiểm tra xem là có đứng thẳng lưng hay không này, có bụng hay không này, trang điểm có bị lem hay không này. Điểm thứ hai chính là để ý xem chỗ nào đẹp và bảo người yêu mình đứng và chụp ý. Tại vì sau khi người đã đẹp rồi, chúng ta phải chụp người đẹp ở trong một cái chỗ đẹp nữa. Hãy nhớ là góc 0.5 ở trên điện thoại là để chụp người trong cảnh, góc 1x ở trên điện thoại là để chụp nửa người ở trong cảnh, và góc x2, x3 hay là chuyển sang chụp chân dung để cho mặt đỡ bị méo, hay nói cách khác là đỡ bị béo. Bước cuối cùng, nếu mà anh em áp dụng tất cả thứ trên rồi mà vẫn ăn chửi thì đây là lời khuyên dành cho anh em nhé, đó chính là hãy bật điện thoại lên, sau đấy chuyển ra camera đằng trước như này. Các chị em sẽ tự nhìn vào cái màn hình này và tự bảo khi nào anh em bấm chụp, việc của mọi người lúc đấy sẽ trở thành một cái tripod chạy bằng cơm. Nhưng mà cứ cẩn thận nhé, chạy bằng cơm vẫn ăn chửi đấy. Và thôi, thế đã, các chị em nhớ gửi cái video này cho các anh em để chỉ cho mọi người xem là